Dạ, hello, xin chào mọi người. Chào mọi người đến với channel của Hưng nha. Thì tiếp tục quay về cái góc nhỏ của sân vườn, chút xíu, cái vườn xứ chút xíu của Hưng. Đó, mấy cây xứ cùi bắp của Hưng này nó ra hoa rất là nhiều rồi mọi người. Thì tiếp tục quay về chiều chiều mình ra mình cắm hoa đồ cho nó vui mọi người. Đây nè là cái hoa hồng ngọc nè mọi người. Mọi người xem thấy không, nó xuyên hoa lắm mọi người ơi, nó ra hoa rất là nhiều. Trồng cái hoa sứ Khái này á, là nó ra hoa suốt rồi mọi người. Đó. Này là cây màu đỏ nhiều lớp nè. Cây này nó cũng ra hoa, mọi người thấy nụ chi chít luôn, rất là nhiều. Tiếp đến đây là một cái cây là gốc sứ Hưng ghép 5 màu hoa. Hiện tại thì mọi người nhìn thấy hai màu ha, màu huyết rồng với lại một cái màu màu vàng rạng đông đó, với lại cái hoa sứ Khường đó. Tiếp đến đây là cây hoa sứ Tấn Hỷ nha mọi người, Tấn Hỷ. Cái hoa sứ Tấn Hỷ với lại hoa sứ Kim Lân, nhìn nếu mà mọi người nhìn lướt qua thì hai hoa thì nó giống giống nhau nha mọi người, nhưng mà nhìn kỹ thì nó có đặc điểm khác nhau. Đây là cây Tấn Hỷ nha mọi người, cũng rất là xuyên hoa, hoa rất là đẹp luôn. Tiếp đến đây là cái màu hoa là Hưng cũng rất là thích nè mọi người. Đây là cây hoa huyết rồng, viền cánh hoa nó thì nó có một cái màu viền đen á mọi người, viền hơi hơi bầm đen 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 đó mọi người nhìn thấy á. Lý do mà mọi người thấy hoa mà nó ấy là đêm hôm qua trời nó mưa á mọi người, loại cái hoa sứ nhiều lớp này trời mưa cái nó rất là dễ bị dập cái hoa đó. Tiếp đến đây nè, cây là cây cây kim lân nè mọi người đó, mọi người nhìn thấy không, nó có một cái màu màu trắng trắng nó rõ rệt hơn đó. Đây tiếp đến là một cái màu hoa này là màu vàng rạng đông nha mọi người, cái màu vàng rạng đông này nó ra hoa cũng cực kỳ xiên luôn. Đây là tiếp đến là một cái gốc sứ, là gốc sứ già của Hưng này, Hưng ghép cái màu màu huyết rồng luôn mọi người, huyết rồng luôn đó. Mình cho mọi người xem thì Hưng quay hơi bị rung lắc, Hưng quay bằng điện thoại đó mọi người. Cái cây sứ mà bự bự mọi người xem không biết tên, mà hoa sứ nó bầm bầm hoa gì á cũng không biết tên đó. Đây là một cái góc nhỏ trưa mà nó ra hoa rực rỡ luôn mọi người. Mình chơi sứ sứ Khái này á, là mình ngắm hoa đã luôn. Nói chung là Hưng chủ yếu là ngắm hoa mọi người, rồi chuyện gốc rễ này kia mình chưa đủ kinh nghiệm để làm cái đó. Rồi cái tiếp đến nữa là cái sứ bự nhất ở trong vườn, trong góc sân luôn, là cây này là kim lân nha mọi người. Hưng ghép ghép kim lân Tấn Hỷ với lại một cái màu hoa nữa là màu hoa cánh đơn ở phía trong đó mọi người, nếu mà mọi người chú ý sẽ gặp đó, cánh đơn phía trong màu vàng Hưng không biết tên, nhưng mà lúc nó mới ra thì là nó màu vàng, nhưng mà khi mà nó trổ được vài ngày thì nó sẽ chuyển sang màu trắng mọi người, không biết tên đó. Cây này là cây to nhất ở trong vườn và gốc cũng to nhất. Hưng ghép ba ba màu hoa kim lân Tấn Hỷ với lại màu màu vàng cánh đơn đó mọi người, ghép rồi thấy không có khớp nhau á mọi người, cấn cấn sao đó. Ba cái màu hoa này nó không có hợp, trên trùng một cây đó, nhìn thấy nó không có hợp nhau mọi người, nhưng mà lỡ ghép. Tiếp đến là cái màu này là màu Hưng không biết tên luôn, cái này màu hồng nhiều lớp, nhưng mà một có cái gân nằm ở phía giữa cánh hoa mọi người, nhưng hình như là nó có một cái mùi thơm nhẹ, tôi nhớ không làm là như vậy. Này là cái màu hồng ngọc thôi. Thì chiều chiều quay ra chiêu chiêu cái vườn sứ nó ra hoa rực rỡ và cho xem cho mọi người, chứ Hưng coi hoa cũng vài ngày mọi người, chứ Hưng lặt để cho nó dưỡng cây để Tết nó ra hoa đó nha mọi người. Đây là chia sẻ của Hưng về cái vườn sứ góc nhỏ của Hưng. Rồi cảm ơn mọi người đã xem và theo dõi video nha, cảm ơn, xin chào cả nhà.